làm trà sen này được 3 năm rồi. Thời điểm làm trà sen thì là sẽ làm vào tháng 6, bởi vì tháng 6 thì hoa sen mới nở và sẽ được nhiều hương nhất. Bởi vì hoa sen là phải có lá. Thì mỗi một cái loại hoa thì sẽ có những cách làm chế biến khác nhau. Nhưng mà cầu kỳ nhất thì vẫn là trà sen. Bởi vì chúng ta phải đi hái từ sáng sớm, xong rồi về nhà phải làm thật nhanh, tách hoa, tách những cái cánh hoa, sau đó để lấy cái bị, để lấy cái hạt gạo sen để ướp với trà, thì càng sớm càng tốt để nó sẽ không bị ướp hương, để mình để chè của mình được cái độ hương nhiều nhất. Thì trà San Tuyết cổ thụ nó có đặc điểm là cái hậu của nó rất là ngọt, khi ướp với trà ướp với gạo sen thì mình sẽ vừa thưởng thức được hương sen và vừa thưởng thức được vị của trà. Hiện tại thì tôi có loại trà là 8 triệu một cân và 15 triệu một cân trà gạo sen. Mọi người đều biết thì giá nguyên liệu, giá trà, giá cái bông sen rất là cao. 8.000, 10.000 bông. Khi mà khi ướp thì cũng ướp với 1.200 đến 1.000, sẽ có những mẻ ướp 1.200 đến 1.400 bông sen để ra được một cân chè. Để ướp được một cân chè San Tuyết thì ta sẽ ướp khoảng độ 1 kg gạo sen, và 1 kg gạo sen thì sẽ khoảng là từ 1.200 đến 1.400 bông sen, và ta sẽ thường ướp từ 5 đến 6 lần cho một cân trà. Để làm ra được một cân chè ta sẽ mất vào khoảng độ 20 ngày trong một mẻ.